Kính chào các cô chú anh chị. Hoa hồi vừa là một loại thảo dược giúp hỗ trợ điều trị một số các cái bệnh, và nó lại vừa là cái gia vị để chúng ta có thể nấu ăn nữa. Thì đối với cái hoa hồi hiện tại mình đang bán ở đây là 300 ngàn đồng cho một ký hoa hồi như thế này. Một ký thì nó sẽ gồm hai gói như vậy. Ở trên cái đĩa này á thì mình đang để là 5 lạng, nghĩa là 500 gram á. Thì một cân thì sẽ gồm hai gói như vậy, và giá của nó là 300 ngàn đồng. Đối với hoa hồi thì nó sẽ trị ho, nong đờm, trị cái cảm lạnh, cảm cúm, giúp tăng cường sức khỏe, chữa đau nhức xương khớp hoặc là hôi miệng, trị tiểu dầm ở trẻ em, hoặc là xua đổi côn trùng, làm dịu những cái vết do côn trùng cắn, hoặc là chúng ta có thể làm gia vị trong các cái quán phở ấy, thì chắc chắn là sẽ có hoa hồi này, bởi vì cái mùi hoa hồi này nó rất là thơm nhé. Hoa hồi thì ở đây của mình là hoa hồi nó sẽ dao động từ 7 đến 8 cánh. Ở bên trong mỗi cái cánh hoa nó sẽ có cái hạt. Đây, mọi người có thể thấy cái hạt ở đây. Cái hạt bên trong của cái hoa hồi nó như này. Nó bóng bóng, nhỏ nhỏ, nó bên trong này. Thông thường thì nó sẽ khoảng 7 đến 8 cánh. Nó có những cánh nhỏ, có những cánh to. Trung bình nó sẽ 7 đến 8 cánh. Và mùi của hoa hồi nó cực kỳ thơm. Đa số những quán làm phở đó thì rất hay sử dụng cái hoa hồi, rất hay mua hoa hồi của mình làm. Các quán phở rất hay mua hoa hồi của mình nhé. Mọi người mua để mọi người nấu ăn mà. Thì đặt ở bên mình có cả mắc khén, hạt dổi, hoa hồi, quế, thảo quả. Thì hôm nay mình đưa lên cái hoa hồi này. Hoa hồi thì có giá là 300 nghìn cho 1 kg. Thì cô chú anh chị chúng ta có thể về chúng ta dùng để làm thuốc. Làm thuốc thì đa số là các thầy thuốc thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn. Cái này là một vị trong mai quế lộ này. Thì bên mình sẽ có thảo quả, ví dụ như thảo quả thì 220, quế là 150 một cân, mắc khén thì là 200 nghìn một cân, hạt dổi là 200 nghìn một lạng. Nghĩa là tất cả những cái gia vị Tây Bắc thì ở bên mình gần như là đều có hết, đa số. Thì ở đây hoa hồi thì là giá 300 nghìn một cân, thì cô chú anh chị có cái nhu cầu về cái hoa hồi này để chúng ta sử dụng trong gia đình, hoặc là chúng ta sử dụng trong quán, chúng ta làm phở hoặc là làm bất cứ một cái việc gì mà liên quan đến hoa hồi ấy, hoặc là đơn giản là chúng ta lấy cái hoa hồi này chúng ta cho vào một cái túi túi lưới, chúng ta treo lên xe ô tô rất là thơm, cái này cực kỳ thơm mà rất là dễ ngửi nhé, thơm dã man luôn. Đó. Thì cô chú anh chị có thể đặt hàng theo số điện thoại ở trên màn hình ở đây: 0974010585 và 0947010585. Cả hai số mình đều có Zalo và có cả Facebook, thì mọi người có thể nhắn tin theo Zalo thì sẽ nhanh hơn, hoặc là có thể nhắn tin theo Facebook cũng được, Telegram mình cũng có. Thì cái hoa hồi này thì mọi người đặt thì có thể đặt, ví dụ chúng ta có thể đặt nửa lạng, nửa cân hay là một cân thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Và cái số lượng nhiều hơn thì hiện tại giá mình đang bán là 300 nghìn một cân, thì cô chú anh chị có thể ủng hộ mình theo số điện thoại trên màn hình hoặc là một đường link đặt hàng ở bên dưới. Ok, xin kính chào các cô chú anh chị. Chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.